keeping it coming, I'm keeping it coming. I should put some ice on my bed. Lại tiếp tục chuyên mục tập tành làm gân phố chỉ có vài chục cành. Em áo siêu bánh bèo này chỉ có 55 cành thôi mà siêu chất lượng luôn ấy. Chất vải mát và không bị bỏng quá. Tay dáng dài và có chun nhá. Điểm nhấn ở phần trước là có một cái nơ trong tiểu thư cực, đằng sau là phần chun co giãn. Cùng xem em form như thế nào nhá. Chụp kỳ yếu mà không thích mặc váy thì mặc gì? Đây là bọc đồ mà tôi mong chờ nhất mấy ngày nay, thực sự không làm tôi thất vọng luôn á. Tôi mới tạo được 4 chiếc áo lớp tốt chỉ dưới 75 cành thôi nha. Áo lớp tốt đầu tiên là chất thun gân, được phối dây có chủ đề như vậy nè. 65 cành là quá ok luôn á. Áo tiếp theo tôi tạo là 59 cành, chất thun gân được may viền, của tôi là màu nâu á, mà thật ra là tôi nhìn nó kiểu màu be be á. Tôi thích áo này nhất luôn. Còn đây là chiếc áo tôi tạo chỉ có 75 cành, được may phối viền trắng như vậy nè. Đợi bữa giờ cũng hồi hộp lắm luôn á, không biết chất lượng như thế nào mà rẻ quá trời luôn. Áo sáng này lúc đầu là tôi không tính đặt đâu, tại vì mặc kiểu này tôi hay bị lộ hở phần nách á, mà khi mặc lên không thấy lộ miếng nào luôn. Mẫu này thì 55 cành nha. Quá ưng luôn, mấy bạn lên thổ nha. Hello mọi người, đố mọi người biết trong tủ mình có bao nhiêu cái crop top rồi. Mình là đứa rất là ghiền crop top, nhưng toàn những cái kiểu mang hàng ngày mà sắp tới thì phải đi tiệc, cho nên là mình đã tranh thủ sắm hai em crop top siêu sang mà vẫn rất là nữ tính nha. Em đầu là dáng đuổi, form thì ôm sát cơ thể luôn. Điểm nhấn là phần dây phía sau tạo cảm giác thon gọn hơn, công nhận là khác bọt hẳn với mấy em crop top mình hay mặc ấy. Áo có hai lớp nên là form áo rất là chuẩn và dễ chịu khi mặc nha. Thứ hai là em tay ngắn nhỉ, phía sau có bao trùm nên là rất là vừa vặn. Chất vải này thì tạo cảm giác vừa sang vừa nữ tính hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì có thể mặc hành nhiều kiểu rất là xinh luôn. Các bạn chấm hộ tôi xem là em nào đẹp hơn nhỉ? Đây là một chiếc hoa áo vài chuột cành mà mình ưng nhất từ trước đến nay. Trời ơi, toàn đồ rẻ đẹp chất lượng. Một chiếc áo crop top hoa nhí với cái ý tưởng corset, chất vải có co giãn nhẹ, màu kiểu hơi vàng ấy, mặc mát mà xinh cực. Đây là những món rất đẹp, nhưng lát nữa mình sẽ lưu ý về size số cho mọi người nhé. Thứ hai là một chiếc crop top phối màu không thể nào đẹp hơn. Chất liệu này có co giãn và cực kỳ mát, siêu phẩm thứ ba đây, đẹp độc lạ. Một chiếc áo phối ren và voan kiểu đúng dành cho mùa hè luôn ấy. Vài chuột cành mà chất lượng thực sự, voan này là voan mềm ha. Phần len cũng được dệt rất là chắc chắn, phối màu đẹp mà mọi người cũng không sợ hở hay lộ đâu. Lại là crop top đây. Em này phần tay sẽ xòe và mặc được hai kiểu. Các chi tiết đường chỉ khuy rất là đẹp, phần ngực đường may hai lớp, phía sau có bao chun tay xòe để che bắp tay nè. Và cuối cùng là một em baby doll màu xanh, cái này thì có nhỉnh hơn chuột cành một chút nhưng mà màu xinh dáng đẹp, mặc lên mắt cực. Phần tay cũng sẽ hơi xòe này. Ok, bây giờ mình sẽ lưu ý về size số cho mọi người nhé. Bé đầu tiên mắt mũi thế nào mình đặt lộn size nên mặc size S nha, mình đặt lộn size M. Em thứ hai này nếu mọi người thích mặc rộng như mình thì có thể đặt size M, nếu muốn ôm người hơn thì là size S thôi nhé. Thật ra mình nghĩ size S đẹp hơn đấy. Ui trời, bé này mặc lên xinh dã man. Thích cái chiếc này cực, rất là hợp với không khí đi biển của mọi người này. Em này thì chỉ có một size thôi nhưng mà mình mặc thoải mái lắm. Bé màu trắng nên mình mặc size S nha. Áo mình có thể mặc được hai kiểu, kéo phần tay áo xuống là đã thành một cái áo đẹp vai xinh xinh rồi này. Cuối cùng là một chiếc baby doll siêu xinh này. Bé này thì mình mặc size M nhá. Mình nghĩ là mọi người nên đặt lớn hơn một size so với bình thường, mặc cho thoải mái. Mấy bà nào đang tập làm gân phú mà không thích mặc váy thì gợi ý cho mọi người mặc đồ như mình này. Áo trễ vai giả. Tại sao mình nói là áo trễ vai giả? Là tại vì ở trên áo có phần ren cho các bạn muốn mà áo trễ vai nhưng mà sợ bị tuột. Vải voan không có bị ngứa. Phần tay thiết kế kiểu phò, có thể che được bắp tay to. Ở phần vải màu da thì có đính một số hạt ngọc trai. Điểm trừ là cái phần cổ chui vô hơi nhỏ một tí thôi. Nó mang lên bồng bềnh chứ không bị xẹp lép. Có hai lớp nhưng mà mọi người lưu ý mặc áo trong cùng màu để tránh bị lộ nha. Cùng xem áo lên form như thế nào nhé. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me. Mình biết các bạn theo dõi mình đâu đấy, vẫn muốn mang đồ đẹp nhưng mà kinh tế không cho phép. Thì kênh của mình hẳn là dành cho các bạn. Đây này mình có em áo chỉ có 55 cành thôi mà vải mát thiết kế xịn, lại còn có sẵn bút ngực nữa. Tay dài và có chun bo, đằng sau là có cái phần nơ hở eo và lưng tinh tế. Cứ cùng xem chiếc áo chỉ có 55 cành lên phong như thế nào nhá. Chuyện không cần thiết phải nói ra thì ta lỗi em cứ nên im lặng. Này em, những ngày nữa anh xin lỗi, anh vẫn chưa thể cùng em vui đùa đi khắp nơi. Trái tim anh giờ đang đóng băng, tự nhiên anh bắt đầu em bước qua xa lạ. Trái tim anh giờ đang như đang chăn, nụ cười em lúc trước như một món quà. Đây là những chiếc áo rất tốt dưới 70 cành, chất lượng 10 điểm tôi mới sắm được nè. Áo đầu tiên là chất thun gân không mỏng đâu nha, phần khóa kéo hai đầu được. Tôi không ngờ mẫu này chỉ có 69 cành mà xịn thực sự luôn á. Áo tiếp theo mặc trước thì nhìn bình thường đúng không, nhưng mà điểm nhấn là sau lưng như này nè. Mẫu này là chất vải thun, phần tà sau lưng là được may vạt thấp vạt cao á mọi người. Mẫu này thì 69 cành luôn á. Áo này lúc cầm nhìn thì bình thường vậy thôi chứ lên phơm cực kỳ hách dáng luôn, mà lúc mặc tôi cũng phải loay hoay với mấy cọng dây này lắm luôn á. Tôi cực kỳ thích em này luôn. Áo này thì phơm dáng basic rất là dễ mặc luôn nha. Phần tay ống lê chất vải thun hơi thấy nổi im tí xíu. Riêng em này thì 79 cành nha. Những mẫu này thì đều dưới 55 ký đổ lại mặc ok hết luôn. Bạn nào muốn săn áo rất tốt giá rẻ mà chất lượng thì thử tham khảo nha. We wanna come back all the time. You roll up the sound, I have tears down. Và em quên cô đơn mình em như xanh lại chẳng chịu được anh được đi. Đừng để áo này mà mang đi biển thì có ảnh.
đẹp để đời luôn. Em thứ nhất chắc lại không có giãn nên lúc đầu tôi mặc mẫu hơi khó. Phần trước của áo may phồng chứ không phải là chu nha, phù hợp với các bác lép hơn này. Em này thì mặc với váy với quần đều hợp luôn. Với công chuyện với em cam đào thứ hai thì ưng liền, chắc phải organza nhưng có lót bộ thoải mái nha. Mà phần bó chân tay của em này hơi bó vào tay tôi quá. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing.